Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của em Sơn Hùng Ô Tô. Ngày hôm nay thì 23 tháng 9 em Sơn Hùng vừa về một chiếc xe là chiếc BT Mazda 50. Chiếc xe này đời sản xuất năm 2014 với động cơ làm việc là 3.2 lít, máy dầu 2 cầu và được trang bị màu sơn màu vàng cát. Chiếc là xe này thì còn khá là đẹp và chất nhá. Bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 445 triệu đồng mà thôi. Các bác nào đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe này thì hãy thêm xem tiếp video. Và các bác nào mà có nhu cầu mua những dòng xe bán tải này thì hãy liên hệ với em theo số hotline là 0789 323 799 và nhập vào Zalo số là 0896 108 883 để các bác được hiểu thêm chi tiết những chiếc xe và mua được giá thành rẻ nhất nhé. Bên em vẫn còn đang có chương trình hỗ trợ trả góp cho các bác, thì các bác nào đang có nhu cầu mua xe mà thiếu tiền thì hãy liên hệ với em để mua được trả góp từ 50% cho đến 70% giá trị của xe. Mọi chi tiết thủ tục thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác rất nhanh và lãi suất là rất là thấp và chi tiết thủ tục rất là đơn giản. Các bác đến với bên em thì chắc chắn là sẽ hài lòng. Vâng, và ngay sau đây thì các bác hãy đi xem chi tiết chiếc xe này nhé. Với chiếc xe Mazda BT50 này thì đời nó cũng khá là cao, đời 2014 và máy 3.2, một chiếc xe mà bán đủ máy 3.2 số tự động và 2 cầu máy dầu các bác nhé. Với cái dòng xe này còn khá đẹp. Và các bác có nhu cầu mua chiếc xe nào bán tải bên em thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789 323 799. Em đã ghi ở trên tiêu đề cũng như trên màn hình rồi. Đây đang cho các bác xem chi tiết một chiếc xe Mazda BT50. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã xem qua một vòng xung quanh cái bên ngoài chiếc xe này. Và bây giờ chúng ta hãy đi sâu hơn nhé, xem chi tiết hơn này. Với cái lắp thùng nó quá nặng các bác nhá, một mình em không thể lưng được một tay. Xe đã được trang bị lắp thùng thấp rồi, cho nên là chúng ta đi mua đồ hàng và mua đồ khô đi cũng khá ok. Không phải nghĩ ngợi gì các bác nhá. Một chiếc xe BT50 đời 2014 cũng khá là đẹp.
Vâng, thưa các bác, thì bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào phần nội thất hơn nhá. Đi sâu vào phần nội thất để chúng ta xem nội thất này. Sẽ được trang bị màn hình Android 7 inch rồi và kết hợp cam lùi đầy đủ các bác nhé. Điều hòa tự động, số tự động, máy 3.2 và hai cầu. Đây là hai cầu điện luôn ạ. Hai cầu điện luôn các bác nhé. Đây, hai cầu điện luôn. Cái này bằng da luôn các bác nhá, chứ không phải là bằng nhựa đâu ạ. Trên này bằng nhựa này, dưới là bằng da này. Đây bằng nhựa này. Nội thất thì rất đẹp luôn. Rộng rãi và sạch sẽ. Xe thì bao zin cho các bác nhá, không có đâm đụng ngập nước hay là bị va chạm gì. Trần lý vẫn còn mới tinh này các bác này. Trần lý còn mới tinh luôn, đẹp luôn. Một chiếc BT50 như thế này là quá đẹp rồi các bác ạ. 2014. Xe 3.2, máy dầu hai cầu. Bản này là bản cao cấp rồi. Xe chạy cực sướng luôn. Và giá bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng. Vẫn có thể bao hồ sơ cho các bác. Giá này vẫn có thể là thương lượng cho các bác được và vẫn hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 60% giá trị của chiếc xe này. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với em nhé. Xe được trang bị cruise control đấy các bác này. Đấy, bật viết, bật tắt chân ga tự động này. Rồi tất cả các bác bấm phím nhé. Phím vô lăng túi khí đầy đủ đấy. Và ngay sau đây thì em cho các bác xem một phần máy nữa là nó kết thúc một cái buổi live stream một cái video này nhá. Máy chiếc BT50 thì các bác phải biết rồi, nó quá là ok luôn. Mazda rồi. Mazda chạy khá là chất. Và chiếc này là máy 3.2. Máy như máy quay chắc luôn nhá. Máy là máy to, máy như quay chắc luôn. Hai cầu, máy dầu, số tự động. Dòng này đi thì nó khá là ổn định và rất là chắc chắn luôn. Đấy các bác này. Keo chỉ và từ con ốc một còn nguyên zin này. Đấy, từ con ốc vẫn còn nguyên zin các bác nhá. Tất cả các cái lỗ cabo này còn tròn vo hết này, chưa bị méo này. Rồi tất cả các cái đinh tán của nhà máy này còn đầy đủ hết này, chưa mất một cái nào. Đây nhá, ốc này. Hai bên sườn hai bên này. Còn khá đẹp luôn. Nói chung xe thì còn nguyên các bác nhé, không có đâm đụng va chạm gì. Một chiếc BT50 2014, máy 3.2, máy dầu hai cầu, số tự động. Bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789 323 799, cũng như số Zalo là 0896 108 883 các bác nhé. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác.